chào tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cuối cùng, mùa đông thực sự cũng đến, đã cảm thấy được hay lành, đã có thể thấy những điều quen thuộc của mùa đông xứ Huế qua những cơn mưa. Vâng, hình như mưa lành cũng làm cho những người trẻ tuổi cảm thấy có chút gì đó đổi thay trong cuộc sống thường ngày và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui cho dù sống trong mùa nào. Và bây giờ là nội dung sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dương Thị Ngọc Chi, ở khối một cuộc thi người đẹp du lịch Huế 2015 là gương mặt sẽ xuất hiện trong một bạn trẻ. Ra mắt câu lạc bộ sáng tạo trẻ với những hình ảnh thú vị là nội dung sẽ có trong một cẩm nang trẻ. Phong cách này ngày hôm nay sẽ gửi đến các bạn một ca khúc trữ tình viết về mẹ. Cuối cùng là cảm xúc của giới trẻ về tài năng âm nhạc sinh viên sẽ có trong một góc nhìn trẻ. Còn bây giờ là chương mục đầu tiên. Giống như những cuộc thi sắc đẹp khác, người đẹp du lịch Huế 2015 đòi hỏi thí sinh sự duyên dáng, phong cách trình diễn tự tin cùng những kiến thức về lịch sử, văn hóa và con người Huế. Tham gia cuộc thi này là một niềm tự hào của rất nhiều các bạn nữ sinh viên, bởi đây là cách thể hiện tình cảm của mình với một vùng đất thơ mộng đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Và một bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với Dương Thị Ngọc Chi ở khối một cuộc thi này. Và xin được tiết lộ, đây là một cô gái có nhiều điểm truyền thống đáng quý cũng như sự trẻ trung năng động của tuổi đôi mươi. Khoa Du lịch Đại học Huế. Đây là Dương Thị Ngọc Chi, sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh. Được biết đến nhiều hơn sau cuộc thi Người đẹp du lịch Huế được tổ chức vào tháng 10-11 vừa qua. Vượt qua 110 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đến Huế dự thi, Dương Thị Ngọc Chi đã xuất sắc đạt được danh hiệu ở khối 1. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái này tham gia cuộc thi sắc đẹp với nhiều trải nghiệm thú vị và cả cơ hội làm quen với những người bạn tài năng. Qua đó giúp rèn luyện nhiều kỹ năng để trở nên tự tin hơn. Sau khi tham gia cuộc thi thì em cũng đã ngoài tìm hiểu nhiều hơn về ngành du lịch Huế và đã cũng có cơ hội tham gia hơn nhiều công tác tình thương xã hội. Và điều đặc biệt là em rất muốn góp sức mình hơn nữa vào việc quảng bá hình ảnh của nền du lịch Huế đến với các bạn trong và ngoài nước. Ở giảng đường đại học, Dương Thị Ngọc Chi là cô bạn sinh viên chăm học, luôn xem trọng việc rèn luyện những kiến thức chuyên ngành để có thể vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp sau này. Là một sinh viên khoa du lịch, Ngọc Chi luôn nỗ lực học tập để có một công việc phù hợp với ngành mà mình đang học. Cân đổi thời gian để có thể vừa học chuyên ngành, rèn luyện ngoại ngữ mà vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội là cách mà người bạn trẻ này hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Đối với một sinh viên em nói riêng và tất cả các bạn sinh viên trên mọi miền nói chung thì việc tham gia các công tác tình nguyện xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn. Có những lần tình nguyện đó sẽ giúp chúng em trưởng thành được nhiều hơn, biết cảm thông, chia sẻ đối với những mảnh đời không được may mắn. Và em cũng tự nhủ rằng là ngoài việc không ngừng nỗ lực phấn đấu để rèn luyện học tập thì tham gia các hoạt động tình nguyện cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Vốn là một cô gái Huế với tính cách dịu dàng, đằm thắm, có đôi phần ít nói. Nhưng sau cuộc thi, cũng như tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, Dương Thị Ngọc Chi đã trở nên mạnh dạn và tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người. Gương mặt này cũng là một đoàn viên năng nổ của khoa du lịch Đại học Huế và được cán bộ đoàn khoa đánh giá tốt. Bạn Ngọc Chi là một bạn sinh viên rất là năng động. Tất cả các hoạt động của đoàn khoa cũng như là của lớp thì bạn đều tham gia. Ngoài ra bạn là thành viên của câu lạc bộ tiếng Anh, một câu lạc bộ nòng cốt của đoàn khoa du lịch. Về học tập thì bạn cũng là một trong những người bạn sinh viên năng nổ, giúp đỡ bạn bè học tập rất là tốt. Sinh ra và lớn lên ở Huế, Dương Thị Ngọc Chi là một cô gái Huế đồng điệu, thích nấu ăn và may vá. Ngọc Chi thường phụ mẹ một số công việc gia đình. Đó cũng là cách giúp cho không khí gia đình luôn ấm cúng, gần gũi. Gia đình cũng là động lực để cô gái này vững niềm tin khi tham gia cuộc thi Người đẹp du lịch Huế 2015. Theo em thì nhắc đến con người Huế thì chúng ta đều nghĩ ngay tới những nét dịu dàng, đâm thắm và đặc biệt rất ít nói. Nhưng trong thời kỳ hội nhập ngày nay thì em nghĩ chúng ta nên trẻ trung năng động và sáng tạo hơn nữa để có thể phù hợp với thời kỳ hội nhập. Giành được danh hiệu ả khôi cuộc thi Người đẹp du lịch Huế 2015 là một kỷ niệm đẹp và khó quên của Dương Thị Ngọc Chi trong quãng đời sinh viên. Cuộc thi giúp một người trẻ tuổi như Ngọc Chi cảm nhận nhiều hơn những giá trị văn hóa lịch sử của cố đô Huế và càng mong muốn giới thiệu những nét đẹp của Huế đến với nhiều bạn bè khắp nơi.
gìn giữ những nét Huế truyền thống nhưng vẫn hướng ngoại, năng động trong các hoạt động cộng đồng là hình ảnh của cô bạn gái duyên dáng này. Người thắng cuộc không phải là những người không bao giờ thất bại, mà là những người không bao giờ chịu bỏ cuộc. Đó cũng là lời nhắn gửi mà Ngọc Chi muốn nhắc nhở bản thân cũng như gửi đến những người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Giới trẻ của Huế đang chứng tỏ khả năng sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học với những sản phẩm thực tiễn đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong đời sống. Với mong muốn đưa những người bạn trẻ đến gần hơn với đam mê nghiên cứu, câu lạc bộ sáng tạo trẻ đã ra mắt trong tháng 12 này. Cảm ơn trẻ ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn vài điều thú vị về sự kiện đáng chú ý của giới trẻ này. Rất đông các bạn trẻ có mặt tại hội trường trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế để tham dự lễ ra mắt câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Với mục đích tạo lập môi trường để khuyến khích giới trẻ phát huy vai trò nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống, câu lạc bộ sáng tạo trẻ được thành lập và bước đầu tập hợp được 70 hội viên. Họ là những bạn trẻ có tâm huyết, đam mê khoa học kỹ thuật, là các nhà nghiên cứu sáng tạo đã và đang có công trình khoa học kỹ thuật được triển khai ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Câu lạc bộ sáng tạo trẻ được thành lập nhằm để tạo lập cái môi trường khuyến khích cái giới trẻ trên địa bàn tỉnh phát huy cái vai trò nghiên cứu là khả năng sáng tạo của các em trong các cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, và cũng để góp phần thúc đẩy triển khai ứng dụng cái kết quả nghiên cứu sáng tạo vào sản xuất và đời sống. Với khát khao được khám phá, chinh phục những đỉnh cao của thế giới khoa học kỹ thuật, sự ra đời của câu lạc bộ sáng tạo trẻ là bước đệm tạo điều kiện để các bạn trẻ cổ đô Huế đến gần hơn với niềm đam mê của mình. Chính vì vậy, buổi lễ ra mắt đã thu hút đông đảo các bạn trẻ trong và ngoài câu lạc bộ đến tham dự. Mình nghĩ rằng mỗi con người, mà đặc biệt là những học sinh đang trên ghế nhà trường như chúng ta, thì việc bên cạnh việc học tập và làm việc, thì nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật đó chính là một hoạt động vô cùng trí tuệ, lý thú và bổ ích, cũng như có những tầm quan trọng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, trong thực tế thì chúng ta vẫn chưa có được nền tảng bài bản ngay từ ban đầu, cũng như khi tham gia sáng kiến thì sẽ có thể gặp những cái vướng mắc khó khăn. Chính vì vậy, mong muốn của mình khi tham gia vào câu lạc bộ sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế đó chính là sẽ được hoàn thiện bản thân, hoàn thiện bộ hiểu biết của bản thân hơn, và có thể có những sáng kiến có tính ứng dụng cao cho xã hội. Mong muốn của mình là khi tham gia vào câu lạc bộ sáng tạo trẻ là sẽ có cơ hội để tiếp xúc hơn với các cái những cái nguồn tri thức mới, và có thể có cơ hội làm ra những cái sản phẩm thiết bị giúp nhằm đáp ứng cho cuộc sống ngày càng hiện đại hơn. Đây là ban chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tạo trẻ, những người đã có nhiều đóng góp trong công tác vận động thành lập câu lạc bộ. Với nhiệt huyết và lòng đam mê của tuổi trẻ, tin rằng phong trào của câu lạc bộ sẽ ngày càng đi lên, đồng thời phát huy hết vai trò mà Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trao cho. Song hành với lễ ra mắt câu lạc bộ là triển lãm các thành tựu khoa học và kỹ thuật của chính các nhà nghiên cứu sáng tạo trẻ thuộc thành viên câu lạc bộ. Triển lãm là nơi vinh danh thành tích say mê nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ, những người đã tạo nên những đề tài, sản phẩm hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội. Triển lãm trưng bày 35 đề tài, sản phẩm phong phú và đa dạng về hình thức lẫn chất lượng. Trong đó có 22 đề tài sản phẩm của các em học sinh thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng đã tham gia và đạt giải tại các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Mặc dù tính ứng dụng chưa cao, nhưng bước đầu đã giúp các em làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, hình thành các ý tưởng để nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Đây là sản phẩm máy ấp trứng gia cầm của tác giả Nguyễn Văn Nhân ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, được Hội đồng Khoa học đánh giá cao tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 năm 2015. Với tính năng phù hợp với mọi địa phương, giá thành thấp nên sản phẩm không những được ứng dụng rộng rãi ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như Úc, Lào, Campuchia, đem lại doanh thu mỗi năm khoảng 3 tỷ đồng. Còn đây là sản phẩm máy làm móc khóa Mika của kỹ sư Nguyễn Thanh Việt, một chàng trai tốt nghiệp ngành Quang Phổ, Trường Đại học Khoa học Huế. Hệ thống máy nhìn đơn giản nhưng là công cụ hữu hiệu tạo ra vô số món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người, mang thương hiệu xứ Huế. Một số đề tài sản phẩm được đánh giá cao và đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh cùng tham gia trưng bày tại triển lãm này. Hôm nay rất là vinh dự khi được mời đến đây tham dự cái buổi triển lãm sáng tạo khoa học và kỹ thuật của câu lạc bộ sáng tạo trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, thì được nhìn thấy những cái sản phẩm sáng tạo
của câu lạc bộ ấy, thì mình đánh giá rất là cao về cái khả năng sáng tạo của các hội viên và đặc biệt là những cái thiết bị mà mang đến cái lợi ích cho xã hội. Thì mình tin chắc là cái hoạt động câu lạc bộ sáng tạo trẻ và cái mô hình này sẽ là phát triển rất là mạnh trong thời gian tới, và hy vọng là những cái sản phẩm này sẽ được ứng dụng vào trong thực tế nhiều hơn. Sự ra mắt câu lạc bộ sáng tạo trẻ cùng với triển lãm này là một hoạt động có ý nghĩa lớn đối với các thành viên câu lạc bộ nói riêng và tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa những nhà sáng tạo trẻ, đây còn là dịp giúp thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh. Hy vọng từ sân chơi này, nhiều đề tài sản phẩm của người trẻ tuổi được triển khai và ứng dụng rộng rãi hơn trong đời sống xã hội. Với những người con, nơi chôn nhau cắt rốn là những gì thân thuộc và nhiều cảm xúc nhất khi nhắc đến. Anisa cũng luôn nhớ về quê nhà với những ký ức tuổi thơ, với hương hoa cao thoang thoảng và cả bóng dáng người mẹ hiền luôn suốt đời vì con. Và tất cả những điều này các bạn sẽ cảm nhận được khi thưởng thức ca khúc Ngày Trở Về qua phong cách trẻ ngay sau đây. Đây cũng là một ca khúc do Lê Minh Trung đến từ thành phố Hồ Chí Minh sáng tác và biểu diễn. Hãy cùng hòa cảm xúc với ca khúc Ngày Trở Về cùng những cảnh quan đẹp của chương trình. Tôi thôi có ai thấu nỗi niềm riêng, bao tháng năm dài bôn ba xứ người thương nhớ vô vàng nói sao càng lời. Dạng mẹ gầy hào sớm hôm vất vả ngược xuôi, con lớn lên người bởi dòng xưa mặn, không quáng thân gầy chỉ mong con thành người. Ngày con rời xa khỏi hương cây mắt mẹ già, xa quê đã hẹn ngày trở về.
dáng mẹ gầy hao, sớm hôm vất vả ngược xuôi, con lớn lên người bơi dòng sữa mặn, không quang thân gầy chỉ mong con thành người. Ngày con rời xa khói hương cây mắt mẹ già, luôn cầu mong dõi theo âm thầm đợi chờ người con xa quê đã hẹn ngày trở về. Những trường đại học là không gian để các bạn sinh viên thể hiện đam mê ca hát, biểu diễn phong phú. Hát a cappella, pop, rock ballad, dân gian đương đại, dù ở thể loại nào thì các bạn sinh viên cũng có thể phát huy được thế mạnh của mình. Và một góc nhìn trẻ ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng với Thùy Trang đến với một không gian âm nhạc tươi trẻ như vậy. Đây là đêm chung kết cuộc thi tài năng âm nhạc của Đại học Ngoại ngữ Huế SC này đây. Thùy Trang tin rằng tất cả các bạn sinh viên tham gia cuộc thi này đều vô cùng hào hứng với không khí ở đây, dù họ là thí sinh hay là khán giả. Và bây giờ góc nhìn trẻ sẽ cùng các bạn đến với một bài chia sẻ sau. Mình cảm thấy rất vui khi đến với chương trình này để mà giao lưu học hỏi, và đây là một sân chơi thú vị. Mình cảm thấy rất là vui khi mình được giao lưu văn nghệ với tất cả các bạn ở đây, và mình nghĩ đây là cơ hội để mình có thể được thử sức và phát triển được có những khả năng của mình như thế nào. Chương trình này là mang đến cho mình là rất nhiều ý tưởng cũng như là nhiều sáng tạo trong nghệ thuật cũng như là các bài hát của quốc tế, và các bạn sinh viên ở đây đã thể hiện rất là tốt. Cảm xúc đầu tiên khi tham gia cuộc thi này đó là nó rất là bổ ích và rất là ý nghĩa dành cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ. Nó tạo ra một cái không khí tức là thoải mái sau những giờ học căng thẳng và giúp cho sinh viên có thể tự tin tỏa sáng cái tài năng của bản thân. Mình thực sự rất là thích nhạc quốc tế, bởi vì là qua đó mình có thể trau dồi thêm những kỹ năng tiếng Anh, giống như là khả năng nghe hay khả năng nói. Và hôm nay thì mình cảm thấy cả bài hát rất là tốt. Vâng, vừa rồi là những ý kiến chia sẻ khá thú vị. Sinh viên của Đại học Ngoại ngữ Huế đã thể hiện tài năng âm nhạc của mình như thế nào trong cuộc thi này? Thân mời các bạn hãy cùng góc nhìn trẻ xem đoạn phóng sự ngắn sau. Lần thứ 3 được tổ chức, cuộc thi tài năng âm nhạc trường Đại học Ngoại ngữ Huế sinh ngành sai thu hút đông đảo các bạn sinh viên dự thi. Trải qua vòng sơ loại, vòng bán kết được tổ chức khá chặt chẽ, 5 dòng ca và 1 nhóm hát đã lọt vào vòng chung kết. Đây chính là một hoạt động ý nghĩa giúp các bạn sinh viên có thêm niềm vui và cơ hội được thể hiện niềm đam mê ca hát của mình. Mục đích mà cuộc thi diễn ra đó là nhằm tạo cho các bạn một sân chơi qua đó để rèn luyện được cái tính mạnh dạn của các bạn đến sân khấu, cũng như là thể hiện được cái năng lực ngoại ngữ mà các ngoại ngữ mà các bạn đang theo học. Thông qua cuộc thi thì ban tổ chức muốn tuyển chọn ra những bạn thí sinh có tài năng để đưa vào đội tuyển văn nghệ của trường. Những ca khúc của vòng chung kết đa phần được các bạn trẻ chọn lựa dựa trên tiêu chí là sự phổ biến, được nhiều người yêu thích và quan trọng nhất là phù hợp với giọng ca cũng như phong cách của người thể hiện. Có những ca khúc khó thể hiện, đòi hỏi kỹ thuật cao như Cô gái vọt chông. Cũng có những ca khúc đằm thắm, trữ tình như Đường xa ước mưa, Cảnh mặt trời.
có ca khúc rộn ràng trẻ trung như Chuyện tình nhà thơ. Tất cả đã tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, đậm chất sinh viên. Hát những ca khúc quốc tế chính là điểm khác biệt của cuộc thi Sinh Ngày Sai. Các thí sinh dù dự thi ở bảng đơn ca hay nhóm ca đều phải thể hiện một ca khúc bắt buộc bằng tiếng nước ngoài. Đây là cơ hội để sinh viên Đại học Ngoại ngữ trau dồi ngoại ngữ. Và nhiều giọng ca thật sự tự tin khi chinh phục khán giả với những ca khúc nổi tiếng thế giới như My Heart Will Go On, Somebody Love Somebody, Bright Us, Start Up Something New, Stronger, v.v. Không chỉ hát khá chất mà các giọng ca còn biết cách phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn với phần múa minh họa. Những tiết mục âm nhạc dường như gần gũi hơn và ấn tượng hơn với phong cách trình diễn trẻ trung, hết mình của các bạn sinh viên. Đây là Hồ Văn Két, một chàng trai dân tộc Cơ Tu đến từ huyện Nam Đông. Tham gia cuộc thi với 4 tiết mục cả hát đơn và hát nhóm, Két tạo ấn tượng với cách hát mộc mạc, dễ thương, không nặng về kỹ thuật. Hát tự nhiên và lên sân khấu để được hát, được thể hiện, đó là điều chàng trai này thích thú. Những tiết mục của Hồ Văn Két nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sinh viên. Điều mình thấy vui nhất ngày hôm nay thì mình đã mang tới được 4 tiết mục cho tất cả các bạn trong trường nghe. Đó là một quà tặng âm nhạc, mặc dù không được suôn sẻ cho lắm nhưng mà mình đã cố gắng hết sức và hy vọng mọi người sẽ còn lưu lại nhiều những giai điệu mình hát tặng cho các bạn ấy. Còn đây là Nguyễn Vũ Hồng Ân, một nữ sinh viên gây ấn tượng với giọng ca nội lực, mạnh mẽ, nhưng vẫn ấm áp, trữ tình, tự sự. Thể hiện Le Chant de la Vie, Hồng Ân là thí sinh duy nhất chọn hát ca khúc tiếng Pháp. Với cô gái bé nhỏ này, nhạc Pháp là một thế giới của sự bay bổng, ngọt ngào và thi vị. Vì vậy, khi hát phải thật nhập tâm để thể hiện cái đẹp, cái hay. Ca khúc mà em mang đến có tên là Ý Nghĩa Cuộc Sống. Là bạn đi nói về là em đã tìm mỗi ngày trôi qua rất bình thường vì em không có một mục đích nào hết, mà từ khi em đến với âm nhạc em đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của em. Cuộc sống thường ngày nếu chúng ta không có một mục đích nào thì rất là nhạt nhẽo. Nếu các bạn đã tìm được mục đích nào đó thì điều đó sẽ giúp các bạn sống cuộc sống của bạn thú vị hơn. Khán giả đến với cuộc thi Sinh Ngày Sai cảm nhận được nhiều điều thú vị khi hòa mình vào những ca khúc được nhiều người yêu thích, khi được chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc và được dàn dựng công phu. Niềm vui lớn nhất của họ là được sống với chính những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Mình thấy là cuộc thi này thì đầu tư là khá là tốt, và từ hình ảnh cho tới âm thanh. Và bên cạnh đó thì các bạn tham gia hát thì thực sự là giọng hát rất là hay, và đôi khi là em cảm giác nổi nhất ca và cảm giác như là em rất là hạnh phúc khi được tham gia cuộc thi này. Ca hát là sở thích của nhiều bạn trẻ. Chính vì vậy, sân chơi này sẽ giúp sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ có thêm những kỷ niệm đẹp, những phút giây thư giãn thoải mái sau công việc học tập hàng ngày. Đảng ủy ban nhân dân trường luôn luôn ủng hộ, tạo những không khí sôi nổi học tập, tạo những sân chơi để cho các em họ đã thấy được cái cuộc sống của sinh viên càng tươi đẹp hơn. Và cũng là điều mà ban giám hiệu mong muốn rằng chúng ta là sinh viên thì sau này là những công nhân tương lai, thì họ ra đời họ còn phát triển ngoài cái kiến thức được học, thì những cái kiến thức về văn hóa, về xã hội, về một hoạt động xã hội nó cần thiết. Âm nhạc luôn là cầu nối tuyệt vời của những tâm hồn đồng điệu và của những cảm xúc bay bổng. Đúng như tên gọi, cuộc thi tài năng âm nhạc sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế Sinh Ngày Sai là nơi các bạn sinh viên hát bằng đam mê và tỏa sáng bởi sự nồng nhiệt. Ở đó, họ đã thực sự hào hứng khi kể những câu chuyện đa sắc màu của cuộc sống bằng âm nhạc. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các bạn được giao lưu học hỏi, phát triển năng khiếu, thể hiện niềm đam mê âm nhạc, mà còn là cơ hội để phát triển khả năng ngoại ngữ thông qua cả các khúc quốc tế. Sân chơi âm nhạc trẻ trung và đầy cảm xúc này có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với các bạn sinh viên của khối nhà trung Đại học Ngoại ngữ Huế. Những ngày này đi đâu cũng thấy những cây thông Noel được trang trí bắt mắt, những món quà Noel được bày bán trong những siêu thị, nhà sách đem đến niềm vui cho mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hãy đón xem số cuối cùng của năm 2015 trong tuần tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.